3 triệu. Đấy. Các cụ trời nay nó mới thích có hoa để có thế. Nhẹ, đỡ đau lưng. Các cụ đi chợ. Đấy. Các cụ thích cây của ông Tị đấy. Anh nhìn lại tưởng huấn hoa hồng. Thế này à? Thế nào? Bao nhiêu cái này đây? 35 củ. Ai chà. Vẫn có hàng hot ra chợ nhỉ? Còn đồ zin hết. Zin à? Đúng rồi, không chơi lằng nhằng lằng nhằng. Chơi cho mình. Đúng. Càng ế càng có tiền. Ế mới lại có cây đẹp chơi. Được của nó ấy. Chơi mua đồ đẹp để chơi cho mình đã. Chúng ta cứ mua để cho nhân loại nắm cho rồi chê trách thì đau lòng lắm. Được, đây cũng đẹp này. Đồ toàn đồ zin chưa? Zin. Nuôi thêm dần tết phát nào bắt đầu mới giật. Đúng rồi, ngày xưa nuôi ấy có khác, toàn phải chọn đồ zin. Đồ zin thôi. Toàn đồ bò, 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 cái này nhằng đau lòng lắm. À. Đấy, anh em học cái kinh nghiệm quý này nha. Sắp mưa to rồi, bảo mẹ rồi. Thân bệ đúng không? Đấy, con này thì bao nhiêu anh nhỉ? Con này 20. 20. 20. 20. Hai chục chất lượng đấy. Đấy, con này từ giờ đến trưa khả năng bay đấy. Chiều về tung ngay chứ. Ừ. Nổ số. 0906. 0906. 799. 866. Đấy. Liên hệ đi. Hai tay xong hết rồi. Không không ông nào chơi cái đấy không ông nào dám ý kiến gì. Đây, cây hôm trước của ông Nhạn đây. Nhài. Đấy. Lâu lâu lại đi chợ à? Anh à? Tình hình có tiến triển tốt không anh? Thúc tắc cả thế được rồi. Quay cho anh bán cây này cả. Ok anh. Ô. Ông cây này á, cây này mới gặp lần đầu tiên. Ôi chưa. Cái này anh bán bao nhiêu tiền đấy? Này 12 triệu. 12 triệu. Đấy, xanh năm điền, đấy, ngồi đá, chậu. Đủ con này đi biệt chơi. Quá già. Không. Con này dễ làm đấy. 0985837909 à? Liên hệ đi. Sắp mưa rồi. Anh xem anh em ủng hộ nhau đi cái nào. Ủng hộ đi. Báo giá là không thể thấp hơn rồi. Giá kinh tràng luôn đấy. Giá thì bằng 1/3 giá nhập. Quan hệ của bên bộ. Quan hệ của bên bộ bảo móm. Quan hệ với bộ. Đấy. Quan trọng là thu thôi, thu đồng nào về thu vậy. Đấy. Nhưng mà nó phải công nhận là cây nó đẹp. Cây đẹp, đẹp, đẹp. Cây đẹp. Tác phẩm đĩa bay. Đĩa bay. Này nhưng mà đĩa bay này là dành cho người ở trái đất chứ không phải ngoài hành tinh đâu. Thôi em nhanh tí để em còn đi làm. Vâng, đang gọi ơi. Này dị đấy. Đẹp quá. Cái này thì bao nhiêu anh? 3 triệu. Này, gốc của nó đây. Đấy, chạy từ đây lên. Đấy. 3 triệu giấy Mỹ. Có phải giấy Mỹ nhỉ? Giấy Mỹ. Quả xanh ba vai dáng vàng. Ừ. Anh Hùng đấy có mang cây nào đi không? Cây của ngài thân đây. Cây là gọi cây treo chim. Cái xương cá. Xương cá.
Xương cá ngày xưa này là của Thuận. Thuận. 5 triệu bạc anh em nhé. Cũng có tương đối nhiều lần lên lên sóng rồi, lên sóng rồi. Biết rồi, biết nhớ giá rồi. Nhớ giá rồi, 5 triệu. Đấy, câu cá đây nhưng mà chở con nước. Sư phụ ở đây thì cưỡi bạch mã một mình nên không thấy đồ đệ đâu cả. 5 triệu cho nên chỉ 5 triệu thôi. Đấy. Ờ nhờ. Đéo lắm thằng gọi điện thoại thế. Đây. Đấy, mua ủng hộ anh em đấy. Cây cối đang đang chờ khách. Ngáp chờ khách. Cái này thì bao nhiêu anh? Cái này á, 5 triệu. 5 triệu. Đây đấy. Ba thân trắng vàng đẹp, ngồi đá. Hòn đá này ngồi cũng hay thuận đấy chứ. Mua nhanh kiểu mưa. Đẹp đấy. Mai bóng nó còn xòe ra mà. Ừ. Đấy đấy. Đúng 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 đồ rồi. Đúng đồ. Đúng đồ rồi. Đúng đối tác rồi. Thấy lắc lắc thế này không biết có phải ăn thua gì không. Vậy. Trang trước gốc to thế nhỉ. Gọi cái này của ai đây anh? Triệu cây. Triệu cây à? Triệu rưỡi. Cái này đây nội. Đấy, cán bộ này thế, dừng xe bắt là phi luôn vào cây. À chúng bán rồi. À bán nãy rồi. Tay nó mua mấy cây đây không? Đúng rồi. Thế thì thôi. Trời. Bán rồi. Trời ơi. Vạn Lý Trường Thành. Vạn Lý Trường Thành. Hút đi, hút đi. Điều cái ngon nhất bao thuốc cái này. Hút đi, anh vừa hút rồi, anh vừa ăn thuốc lào rồi. Anh vừa hút thuốc lào rồi. Ừ. Chậu này là chậu thừa, là chậu đắt. Đắt đấy, làm tay đấy anh ạ. Ừ. Không phải chậu đúc đâu. Không có cái thứ hai. Đố ông nào làm được giống như này. Cũng luôn lên rêu đấy. Đố ông nào làm được giống như này. Có đá, có xi. Chỉ một cái duy nhất trên thị trường. Chậu đá luôn á. À ừ, có cả đá cuội. Cái này bao nhiêu Thuận? 5 triệu ạ. 5 triệu. Cầu vừa nhìn thấy cầu mà vừa nhìn nhìn thấy rừng trên thân vừa em nhìn thấy cả... anh em phải tư duy làm đá vừa... rồi lại nhìn thấy cả rồng cả rồng nữa đó. Ừ. Long cuốn thủy. Được đấy, vài lượt cắt nữa là lộ cái rừng trên thân này, rừng này nó nhanh không? Đẹp đấy, có hình hài hết rồi, đuối thì lầy răm ra nhanh lắm. Được, đợt này sốt dưới ra toàn dưới nhỉ. Đấy, nhà 5 cây dưới. Nhà đến 5 cây. Không, đợt này đang sốt dưới thật đấy. Trong hội. Trong hội Han ủng à hôm trước thế là một đôi này là may mất một cây à đúng không? Không. Hai vẫn có một cây nữa giống giống cái này mà. Một vẫn cây ạ. À. Chị bán cây nào? Yeah. Mắt trời này hy vọng là bán được. Trước chợ nủa sốt thế thì không đi. Suối đẹp bên này. Đấy. Nó có cái tay xả nước đẹp ấy. Anh ra quả, nhiều quả lắm đây.
đây quả con này. À ừ, có phải. Đấy. Ừ, đúng rồi đấy. Đây này, đây quả. Đấy, cố gắng mà giữ lúc ý khéo lại bán được giá hơn đấy. Ừ. Thật. Đắt lòi mực anh ạ. Ừ. Bán đi lại phải đi mua. Chả đi mua được đâu. Cái loạt cây xanh nhỏ bay hết rồi. Xì đây. Đấy, chưa thành cây đã thấy dáng làng rồi. Phủ chân chiếc đầy đủ đấy, được. Cây này cho nó ngồi hòn đá đẹp lắm đấy. Cái này thì bao tiền đấy? 1.800.000 nhá. Đây lại có thêm cây chuối mới sao này? 5, 6 tức là đang có 7 cây chuối đấy. Đây 5 cây. Khay đá này đẹp. 3 triệu. 3 triệu anh em. 700 chung ơi. 700. Ngựa trắng à? À ngựa bạch. À dê à? Bạch mã. Đấy. Đây đổ tí nước vào đây cũng được. Đúng đỏ thế mẹ nằm đi thế rồi. Cái ấm nó. Ừ. Đây ông này xuất tướng à? Cái này bao nhiêu được không? 3 triệu. 3 triệu. Đấy. Các cụ trời nay nó mới thích có hoa để có thế. Nhẹ, đỡ đau lưng. Các cụ đi chợ. Đấy. Các cụ thích cây của ông Tị đấy. Xin chào. Tôi đi sang chỗ Hường thì xem nào.